Quận ủy Hải Châu tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở. Theo đó, các học viên đã được truyền đạt tìm hiểu các chuyên đề liên quan đến công tác xây dựng đảng, bao gồm việc phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ đảng viên ở cơ sở, tổ chức cơ sở đảng và nhiệm vụ của chi ủy, bí thư chi bộ, về công tác kiểm tra giám sát và công tác khen thưởng kỷ luật chi bộ, đảng bộ cơ sở, cùng với đó là các nội dung về thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục, đào tạo, xây dựng và phát triển văn hóa con người, quản lý bảo vệ tài nguyên môi trường ở cơ sở, công tác dân vận, về việc nâng cao năng lực hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương.